Cô chào các em. Sẽ thực hiện cái tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn lịch sử địa lý lớp 7 trong cái nay nha. Thì cái phần ôn tập của chúng ta sẽ bao gồm hai phân môn là phân môn lịch sử và phân môn địa lý. Ở mỗi phân môn chúng ta sẽ đều có các câu hỏi trắc nghiệm và phần trình bày tự luận. Chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập. Với các câu trắc nghiệm thì các em sẽ có tổng cộng là 24 câu trắc nghiệm cho cả môn lịch sử và môn địa lý. Thì cách làm bài cho các câu trắc nghiệm đó là các em sẽ chọn cái đáp án đúng cho mỗi câu. Dưới mỗi câu hỏi thì các em sẽ có các đáp án được nêu ra và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chọn cái đáp án đúng. Rồi, câu số 1, nhà Lý được thành lập năm nào? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, năm 1010. Câu 2, vị vua đầu tiên của Vương triều Lý là ai? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, vua Lý Thái Tổ. Câu 3, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta tên gì? Thì đó chính là bộ luật hình thư. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 4, nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương nào? Cái chủ trương của nhà Trần đó chính là binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông. Có nghĩa là lực lượng quân đội của chúng ta là phải tinh nhuệ, phải giỏi, phải chiến đấu tài giỏi, chứ không quan trọng là lực lượng. Đáp án đúng câu này là đáp án C. Câu 5, Vương triều Lý thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? Đáp án đúng đó chính là đáp án D, sẽ hòa hiếu với láng giềng nhưng kiên quyết đáp trả mọi âm mưu xâm lược. Câu 6, câu nói ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc, đó là câu nói của ai? Thì chúng ta biết đó chính là Thái úy Lý Thường Kiệt. Câu nói bất hủ của ông để thực hiện chủ trương táo bạo là đem quân sang đất Tống đánh trước để giành thế chủ động vào năm 1075. Đáp án đúng của câu này là đáp án B, Lý Thường Kiệt. Câu 7, năm 1010, vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về đâu? Đó chính là Đại La. Dời đô từ Hoa Lư về Đại La. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 8, nhà Trần đã cho ban hành bộ luật nào? Đáp án đúng của mình là đáp án B, Triều Hình Luật. Câu 9, nội dung nào sau đây không phải là chính sách của nhà Lý để đẩy quân Tống? Em chú ý không phải là chính sách của nhà Lý nha. Đáp án C, cho phép buôn bán và tùy ý giết mổ trâu bò. Cái này là không phải ha, vì nhà Lý đưa ra cái chính sách, đưa ra cái quy định là cấm giết mổ trâu bò bừa bãi để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp, để nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Câu số 10, người có vai trò lớn dẫn đến sự thành lập của Vương triều Trần là ai? Chúng ta biết đó chính là Thái sư Trần Thủ Độ. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 11, năm 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho làm gì về giáo dục đó? Thì cái sự kiện giáo dục quan trọng năm 1070 chính là cho xây dựng văn miếu. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 12, bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt tên gì? Đó chính là Bộ Đại Việt Sử Ký. Các em chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu 13, năm 2020 dân số châu Phi là bao nhiêu? Đáp án đúng của mình là đáp án C, 1,3 tỷ người. Câu 14, đâu không phải là nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội ở châu Phi? Không phải là nguyên nhân chủ yếu nha các em, thì đó chính là đáp án D, hạn hán lũ lụt. Nó là thiên tai, cho nên không thể là nguyên nhân chủ yếu để mà hạn chế kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội được. Câu 15, người dân châu Phi vùng ven sa mạc để làm gì để ngăn chặn hiện tượng sa mạc hóa? Người ta sẽ tham gia dự án trồng rừng. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 16, nạn đói ở châu Phi châu Phi có những di sản thế giới nào? Những di sản thế giới của châu Phi chính là Kim Tự Tháp, thành phố cổ Timbuktu. Đáp án B.
Câu 18. Hiện nay một số khu vực của châu Phi đang diễn ra các cuộc xung đột quân sự vì lý do nào? Đó chính là do mâu thuẫn giữa các bộ tộc, cạnh tranh về tài nguyên. Đáp án đúng của mình là đáp án D. Câu 19. Khi khai thác thiên nhiên chủ yếu ở môi trường xích đạo, các quốc gia châu Phi phải đối mặt với những khó khăn nào? Đó chính là diện tích rừng suy giảm, đất đai xói mòn. Đáp án đúng của mình ở câu này là đáp án B. Câu 20. Nguyên nhân nào dẫn đến nạn đói vẫn còn xảy ra ở nhiều quốc gia châu Phi? Đó chính là điều kiện canh tác hạn chế, rồi xung đột vũ trang. Đó là cái nguyên nhân làm cho nạn đói vẫn còn xảy ra ở nhiều quốc gia châu Phi. Câu 21. Ở khu vực ven địa Trung Hải và rìa Nam Phi, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại cây trồng nào? Thì chúng ta biết khu vực này nó thích hợp để phát triển cho loại cây trồng cận nhiệt. Đáp án đúng của mình là đáp án C, cây trồng cận nhiệt. Câu 22. Nguyên nhân nào làm cho số lượng các loài động vật hoang dã suy giảm đáng kể ở châu Phi? Đó chính là nạn săn trộm và mua bán bất hợp pháp ngà voi, sừng tê giác. Các em chọn đáp án B là đáp án đúng. Câu 23. Đâu là những khó khăn mà người dân châu Phi gặp phải khi khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới? Cái khó khăn đó chính là thoái hóa đất và nguồn nước hạn chế. Đáp án đúng của mình trong câu này là đáp án C. Câu 24. Trước nguy cơ số lượng các loài động vật hoang dã suy giảm đáng kể, các quốc gia châu Phi đã thực thi những chính sách nào để bảo vệ động vật hoang dã? Thì cái chính sách mà các quốc gia châu Phi đã làm đó chính là thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. Đáp án đúng của câu 24 là đáp án D. Chúng ta vừa hoàn thành 24 câu trắc nghiệm của hai phân môn lịch sử và địa lý. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập ở cái phần tự luận nha. Phần tự luận của môn lịch sử, cô có 4 câu hỏi. Nêu những nét chính về tình hình chính trị thời nhà Lý. Câu 2. Nêu những điểm nổi bật về tình hình thương nghiệp thời nhà Trần. Câu 3. Nêu những việc làm thể hiện ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền trong xây dựng đất nước. Câu 4. Trình bày những thành tựu tiêu biểu về giáo dục thời nhà Lý. Thì với 4 cái câu hỏi này, các em sẽ trình bày tự luận, ha, viết ra các câu trả lời như những ý chính mà cô đã hướng dẫn trong clip ôn tập này cũng như trong đề cương. Tuy nhiên, nếu như câu số 3 có cái phần hỏi thêm là các em lựa chọn cái việc làm nào, một việc làm thôi, thể hiện rõ nhất cái ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền, thì chúng ta sẽ chọn cái việc làm đó chính là bỏ chức Tiết Độ Sứ, Ngô Quyền xưng vương, đúng không? Lên ngôi vua xưng vương tức là khẳng định nước ta từ đây có vua, hoàn toàn độc lập tự chủ, không còn phụ thuộc nữa. Nếu như có câu hỏi đó, nếu như có câu hỏi thêm là lựa chọn đó, đó chỉ là yêu cầu nêu những việc làm thể hiện ý thức độc lập tự chủ của Ngô Quyền trong xây dựng đất nước, thì các em trình bày đầy đủ các ý chính như trong đề cương và trong cái lý công thức này là được ha. Rồi, các câu tự luận của môn địa lý thì chúng ta sẽ có các câu hỏi như sau. Câu 5, trình bày đặc điểm của môi trường đạo châu Phi. Câu 6, trình bày những vấn đề về dân cư châu Phi. Câu 7, trình bày những thuận lợi trong khai thác thiên nhiên ở môi trường nhiệt đới châu Phi. Câu 8, trình bày vị trí tiếp giáp của châu Phi. Đó, thì với 4 câu tự luận của phân môn địa lý này, các em cũng sẽ trả lời phần tự luận bằng cách viết ra câu trả lời những ý chính như trong đề cương ôn tập cũng như trong cái clip ôn tập mà cô hướng dẫn này. Các em chỉ cần viết ra những cái câu trả lời, những cái ý trả lời như thế này là đầy đủ. Tuy nhiên nếu như câu 8 có thêm một cái hình về châu Phi mà yêu cầu các em xác định vị trí tiếp giáp, thì các em sẽ xác định vị trí tiếp giáp của châu Phi trên cái hình ảnh đó. Phía đông giáp Ấn Độ Dương, phía tây giáp lại Tây Dương, phía bắc giáp châu Âu qua địa Trung Hải, và phía đông bắc giáp châu Á qua biển Đỏ và bán đảo Sinai. Còn nếu như không cho hình, không yêu cầu các em xác định trên hình mà chỉ cho câu hỏi và yêu cầu các em viết câu trả lời, thì chúng ta chỉ trình bày đầy đủ các ý chính
như cô hướng dẫn ôn tập là được. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong cái nội dung ôn tập cho bài thi giữa học kỳ 2 môn lịch sử địa lý lớp 7. Cô chúc các em ôn tập thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong cái bài thi giữa kỳ 2 của mình sắp tới nha. Thân chào các em.